Du lịch Việt Nam rối loạn vì du khách Trung Quốc tràn ngập. Du khách Trung Quốc ồ ạt đổ vào khiến cho ngành du lịch Việt Nam rối loạn, thiếu khách sạn, thiếu xe khách, các điểm cung ứng dịch vụ hét giá, chặt chém làm rối loạn thị trường, giảm chất lượng. Báo Người Lao Động ngày 18 tháng 5 đã dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết là chỉ trong tháng 4 năm 2017 thì đã có hơn 322.000 lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam, tăng hơn 54% so với tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm 2017 thì Việt Nam đã đón hơn 1 triệu chấm 27 lượt người du khách Trung Quốc tăng 61% so với cùng kỳ năm 2016. Với xu hướng du khách Trung Quốc tăng mạnh như hiện nay thì các công ty du lịch dự báo năm 2017 Việt Nam có thể đón khoảng 4 triệu lượt du khách, nhất là những khi đường bay thẳng giữa các thành phố của hai nước được mở ra. Trong đó, chỉ riêng hãng hàng không China Southern Airlines của Trung Quốc đã có tới 182 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần giữa các thành phố của Trung Quốc đến Việt Nam. Trong đó, liên tiếp mở hàng loạt đường bay thẳng từ Thẩm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh đi Sài Gòn hay Quảng Châu, Thượng Hải đi Hà Nội. Tuy nhiên, theo các công ty du lịch Việt Nam, thì lượng khách Trung Quốc tăng cao liên tục, gây ra nhiều thách thức trong việc quản lý, cung cấp cơ sở vật chất, dịch vụ tại các điểm tham quan du lịch. Cụ thể là có tình trạng thiếu khách sạn, thiếu xe, các điểm cung ứng dịch vụ hét giá, chặt chém làm rối thị trường, giảm chất lượng khi khách du lịch Trung Quốc quá đông.